cách đây cũng tầm 2 năm, cái khoảng thời gian đầu tiên mình bị chấn thương nặng á, anh em cũng có nói chuyện và cũng hay ngồi lại với nhau, thì cũng tình cờ đó, ở trong đội có anh Lễ, thì anh có biết chơi guitar nên em học qua cho anh Lễ. Khi mà bắt đầu chơi thì mình cũng có gặp một chút khó khăn về lúc mà mình tập bấm hợp âm á, tay của mình nó cũng hơi đau, nên dần dần rồi mình quen dần thì đỡ hơn nhiều. Cái đàn sau khoảng thời gian như đó nó giúp em được nhiều thứ, như lúc mà mình nhớ nhà hoặc là mình nhớ gia đình, rồi mình cũng có thể lấy cái đàn ra để mình giải tỏa cái gọi là cảm xúc của mình, nói với mình có cái cảm giác thoải mái hơn, mình quên đi cái mệt mỏi ở ngoài. Cái đàn đầu tiên đến với em thì anh Lễ có dẫn em đi mua và chỉ cho em. Nếu mà em nhớ không nhầm thì giá tiền cái đàn đấy lúc khoảng thời gian đấy em mua là 3 triệu. So với mức lương lúc đấy của em thì em nghĩ cũng khá là cao. Bởi vì mình đam mê, mình cũng lựa chọn cho mình những cái sản phẩm là ở thời điểm đó mình thấy tốt cho mình. Chỉ cần sau giờ tập luyện xong là cứ về đến phòng là em đều chơi đàn. Thường xuyên nhất là mỗi buổi tối ở phòng. Sợ làm phiền anh em ngủ thì mình ra hành lang thì nhiều. Cái giờ đấy thì cũng tầm 10 giờ thì hơi trễ nên người ta cũng có nhắc nhở. Bài hát em hay đánh thì những bài hát về Tây Nguyên. Buồn thì em hay đánh về bài Đôi Chân Trần hoặc Giấc Mơ Chapi. Sau khi mà có gia đình dạo gần đây thì hay dành thời gian là mỗi buổi tối gọi điện cho vợ rồi hát cho vợ nghe. Vợ tuyệt vời nhất. Xin hãy quên đi đôi chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu. Lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc từ ban sơ, cả cuộc đời và cả một đời. Đôi chân
On Sports, trọn vẹn đam mê.